Chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 3 của mình, và cô cũng muốn kể cho các con nghe một câu chuyện về Albert Einstein. Nhớ bác Einstein này là cái bác mà chúng ta đã gặp bác ở bài số 1 đó. Bác ấy là một nhà khoa học rất nổi tiếng của thế giới này ha. Vậy thì có bé nào đã nghe những câu chuyện về Einstein chưa? À, dạ chưa ha. Vậy thì bây giờ cô sẽ kể một một đoạn ngắn thôi. Nếu mà kể chuyện về nguyên cuộc đời của Einstein thì rất là dài, nhưng mà cô sẽ tóm tắt lại câu chuyện của Einstein. Einstein là người Do Thái, và ông được sinh ra trong cái thời xưa 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 rồi, từ thế kỷ trước lận. Và lúc mà còn nhỏ tuổi á, thì Einstein đi học ở trong trường bị các bạn bè chế giễu rất là nhiều, bởi vì Einstein là người sống nội tâm. Và mỗi lần mà ở trong lớp mà cô kêu Einstein đứng phát biểu á, là Einstein rất là bối rối, và lúc mà phát biểu thì Einstein lại nói cà lăm cà lăm, nên bạn bè chọc ghẹo Einstein rất là nhiều. Và khi mà học ở trong trường á, Einstein cũng không phải là một học sinh giỏi giang, cậu ấy luôn bị điểm kém, và có một thời gian Einstein phải ngừng học. Tuy nhiên, đối với Einstein á, có một rất quan trọng là tình yêu về khoa học phát triển trong ông từ những ngày ông còn nhỏ, và ông đã bắt đầu xây dựng cho mình những cái thói quen tìm hiểu về khoa học, nghiên cứu về khoa học, đọc các sách từ khoa học từ cái tuổi rất là nhỏ. Và ông đã tiếp cận với rất nhiều kiến thức tuyệt vời từ cái thời điểm đó. Và chính những cái kiến thức mà Einstein tiếp cận từ cái thời nhỏ, nó tạo thành những cái mô thức, nó vận hành ông sau này, và ông tiếp tục cái con đường nghiên cứu, và ông đã tìm ra thuyết tương đối cho thế giới chúng ta ha. Einstein nổi tiếng là người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới hiện nay. Và có nhiều người người ta lầm tưởng rằng cái não của Einstein rất là đặc biệt, nên có một cái cơ sở y khoa ở Mỹ, người ta đã lấy não của Einstein để lưu trữ và nghiên cứu. Tuy nhiên, não của Einstein thì không thể suy nghĩ được nếu như mà ông ấy không ở trong đấy. Và những mô thức của ông ấy không vận hành thì cái não của ông ấy cũng cũng không vận hành. Chính vì vậy, câu chuyện về Einstein cho chúng ta thấy rằng cái mà tạo ra cuộc sống thành công cho Einstein đó chính là các mô thức. Và các mô thức đó là những thứ đã được đưa vào bên trong Einstein từ cái giai đoạn đầu đời của mình. Và chính những mô thức đó đã vận hành và tạo ra rất nhiều kết quả tuyệt vời cho Einstein và cho cả thế giới.